Vâng, hai tác phẩm Đạt Ma Khất Thực Thuần Nghê trên hai chất liệu gỗ khác nhau như anh chị đang nhìn thấy ở trên bàn đây. Và một tác phẩm ở bên tay phải em thì được chế tác trên dòng gỗ là gỗ tử đàn đỏ, và bên tay trái em đây thì sẽ là được chế tác trên chất liệu là gỗ trắc xanh. Hai dòng gỗ đều là hai dòng gỗ rất là giá trị, và có cái phần nét đục của bên em đầu tư làm cực kỳ là kỹ cho từng tác phẩm một. Và bây giờ thì em sẽ đi vào tác phẩm bên tay phải của em trước. Với chiều cao là 98, ngang 28, chiều sâu cho em là 24. Và đang giao lưu với anh chị giá là 25 triệu đồng, bên em bao cước vận chuyển cho anh chị. Đấy, anh chị đang được nhìn thấy là thần thái của cụ Đạt Ma đấy, với cái phần nét đục rất là kỹ luôn anh chị ạ. Đấy, với phần khuôn mặt của cụ thì cực kỳ là dữ dằn, cùng với bộ râu được tỉa xoắn ốc này. Đấy, và với đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn về xa xăm ấy, khuôn mặt rất là dữ luôn, và càng dữ bao nhiêu thì trấn trạch trừ tà cho anh chị là càng tốt bấy nhiêu. Mặt phần dưới, ở phần dưới thì anh chị có thể nhìn thấy cho em là phần tà áo được làm cực kỳ kỹ lưỡng này và mềm mại sắc sảo từng chi tiết một. Phần phía dưới của tác phẩm sẽ đục song song nghe anh chị nhá, hay là nghe mẫu tử này, với phần nét đục rất là kỹ lưỡng, và phần da bên ngoài được người thợ bên em resần cực kỳ là tỉ mỉ từng chi tiết một luôn ạ. Thì dáng thế của ngài là dáng thế đang đi khất thực này. Đấy, và với giá chỉ là 25 triệu đồng thôi, anh chị đã sở hữu cho mình được một tác phẩm với cái nét đục liền khối và được chế tác trên dòng gỗ rất là tốt, đó là gỗ vương mộc tử đàn đỏ. Và tác phẩm phía bên tay trái của em, tác phẩm phía bên tay trái của em thì lại là một tác phẩm trên chất liệu là gỗ trắc xanh. Và gỗ trắc xanh thì anh chị cũng đã biết là một dòng gỗ có cái mùi thơm rất là dịu nhẹ, và có cái màu đặc trưng đấy là màu xanh xanh vàng tuyệt vời như thế này. Tác phẩm này thì có cái đường vân rất là tuyệt vời anh chị. Anh chị mình ở hãy nhìn kỹ tác phẩm này một chút này, thì đi sâu vào nhìn kỹ tác phẩm với em một tí. Camera đâu rồi nào? Đấy, và tác phẩm này thì với tượng của cụ Đạt Ma sẽ làm bé hơn một chút so với tác phẩm ở phía bên tay phải của em. Đấy, và cũng với dáng thế là khất thực, đấy, ngài đang đi truyền đạo này, đấy, đang hướng người dân đến Phật, đến hướng tâm đến Phật. Đấy, và trên tay của cụ thì đang cầm một cây thiền trượng cùng với chiếc nón ở trên đầu, và với những cái bao nải, những cái cuốn thư này. Đấy, và với dáng thế đứng rất là khoan thai, đấy, rất là thần phần tà áo thì lại cực kỳ là mềm mại. Và phía dưới sẽ là hình ảnh của những chú lân trấn trạch trừ tà, đấy, chiêu hút tài lộc cho gia chủ, cùng với những nét đục rất là mềm mại và phần da resần cực kỳ là tỉ mỉ cho anh chị rồi. Đấy, với hai tác phẩm trên hai dòng chất liệu gỗ khác nhau, và cái phần nét đục thì anh chị cũng có thể nhìn thấy cho em, bên em rất đầu tư về phần nét đục, cả hai tác phẩm đều là cực kỳ là kỹ. Ý, và em cũng quên là nêu cho anh chị hình kích thước của tác phẩm trắc xanh này, chiều cao cũng là 99, ngang 24, chiều sâu cho em là 22, và giá giao lưu cho anh chị sẽ là 21 triệu đồng bao cước vận chuyển cho anh chị toàn quốc. Vậy thì không biết là anh chị mình đang mong muốn hay là đang lưỡng lự, đang lựa chọn tác phẩm nào rồi, thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp qua những số điện thoại của bên em để được bên em gửi hình ảnh cũng như là tư vấn kỹ hơn được không ạ? Cảm ơn anh chị đang theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn anh chị vào những video tiếp theo ạ.